từ từ bình tĩnh. Bác sĩ đang chỉ định đi mổ. À, chỉ định mổ hả? Vâng, chưa ạ. Chưa mổ? Chưa. Là bị cái phình dễ điểm cột sống lưng nè. Vâng. L3, L4, L5S1 nè hả? Vâng. Rồi, bây giờ đi lại làm sao? Đi thì không đi được. Đi thì đi mới bước từ đây ra kia thôi. Xong đi đứng một tí là khoảng 2 phút là tê chân, nó nóng ran bàn chân lên. Nó nóng ran mà không đi được. Vâng. Đi không đi được. Đi nó kiểu như cái giật về đằng sau. Giật sao? Đi không đi được. Rồi, bây giờ chị ở đâu? Em ở Hà Nam. Ô cha, Hà Nam thì xa quá. Vâng ạ. Chứ chúng ra là đúng ra cái bệnh này phải ở đây chữa mấy hôm. Vâng ạ. Chữa thứ bảy chủ nhật. Vâng. Bữa nay với chị, ngày mai luôn. Vâng ạ. Ha? Vâng. Để cho nó ổn rồi về. Vâng. Được ha. Vâng. À, tại vì nó bị cái này rồi. Bây giờ chữa cái này được rồi, uống này tốt á, thì khỏi có phải đi mổ. Vâng. Chứ mổ chi? Vâng ạ. Đấy. Đúng không? Sĩ mổ đi mổ nha, em chưa mổ. Thôi không có mổ. Vâng. Nha. Vâng. Thì thứ nhất là mình dùng ba thứ là rượu ớt, rượu nhà, rượu cốp, chút xíu có gì không biết thì cái trong lớp họng hướng dẫn cho. Vâng. Rồi còn cái đá chòm thì mình chòm mấy gan với cái cột sống lưng. Vâng. Nhớ không? Được không? Rồi. Rồi lại chữa đi, hơi chút xíu xuống về đăng ký. Dạ, có phải chữa giờ không ạ? Rồi. Được chứ. Nhưng mà muốn ơi lại chữa thì chữa. Rồi, không, cô này cô ở lại chữa. Để cho, để xuống dưới đăng ký. Rồi, mày xích lên lên tiếng. Rồi, nhà ở đâu? À, quê em ở mãi Sóc Sơn. Sóc Sơn. Sao mặt buồn vậy? Vâng. Bây giờ đau sao? Bây giờ đau lưng mới đau khớp, khớp sưng. Sưng không? Sưng đâu sao? Sưng mà không có nóng? Vâng, toàn đi hút dịch. Hút dịch đó hả? Vâng, thì lại đỡ, chứ không hút nó lại đau. Đâu có được, đâu có hút được nữa. À. Hút hoài hút nó gô dịch hết. Nha. Vâng. Rồi. Lưng nó đau. Lưng nó đau. Vâng. Nhưng mà giờ có muốn ở đây chữa mấy hôm không? Chữa cũng được ạ. Giữa thứ bảy, bữa nay, với ngày mai nữa. Chịu khó chạy tới chạy lui. Vâng. Nha. Vâng. Ok. Vâng. Rồi, cái này là chỉ gõ giùm cho thầy coi cuộc sống ở cửa nào rồi. Gõ hai chân nhé. Báo cáo bác sĩ là lần trước là em bị ngã. Ngã ô tô nó đâm và chỉ ngã không thì là kiểu là như là không gãy nhưng mà kiểu như là nó đấy từ hồi là nó đau. Bao lâu rồi? Cách đây 3 năm. 3 năm được rồi. Ra đây ngồi. Ra đây ngồi, quay chân lên. Ngồi luôn. Rồi lấy cho thầy cái mấy cái... Ngồi dây kia thả nóng. Ngồi luôn ra. Ngồi dây kia. Rồi, nó dính luôn rồi. Bây giờ là bà nói bà xuống dưới làm thủ tục. Đây. Rồi xuống cái bắt đầu chuyển chân. Rồi, anh ở đâu? Tôi ở Hà Nam. À, Hà Nam đó. À, có gọi cho tôi hả? Vâng, cùng đi với bà xã vừa xong. À, bà, đây bà xã hả? Kìa, hậu vừa khám xong đấy. À, dạ. Rồi, bây giờ sao? Đang đôi bị thoái hoa đốt sống cổ mới đi, bị lưng này. Ừ, bị bao lâu rồi? Năm sáu năm nay hả? Em ơi thử cuộc sống con này coi. Ngon lành thôi không sao. Rồi anh chỉ chườm đá thôi, gan với cái cuộc sống lưng thôi. Rồi uống hai cái rượu ớt với rượu thấp khớp nha. Có uống rượu không? À, ngâm uống được ít. Rồi em lấy này. Rồi kéo cho anh cái đi. Rồi qua đây đi. Rồi kéo. Kéo cái lưng nha. 16-8 chưa? Có rồi. Thực hiện nha. Rồi nhà ở đâu? Quang Tiến, Sóc Sơn. Lại Sóc Sơn luôn á. Rồi, bị xe đâu? Đau xương khớp này, xong bắt đầu rồi em uống cái thuốc này. Xong bây giờ nó kiểu bị bật ra, cái động sẽ là bắt đầu nó bị xuất ra. Ừ. Bây giờ nó đau hết cả cánh tay. Đau hết cánh tay, không giơ được tay nên để cầm tóc.
sáng ra không giơ được tay hai cái cánh. Ồ vậy à. Rồi. À, vậy là cái bà mà đi khom khom là đi chung với chị hả? Ba bốn chị em mới cùng đi. À, ba bốn chị em. Ba là phải ở đây chữa đấy. Vậy là bà ở lại chữa luôn với bạn. Bây giờ cái tay dơ lên sao? Bây giờ thì uống thuốc cái sáng ra mà thôi đừng này. Uống này nữa, bây giờ bỏ này qua đi. Vâng. Thì rồi bây giờ tay dơ tới đâu? Dạ dơ lên được rồi, cơ mà đôi hôm thì không dơ được. Đúng rồi. Hai cái thạch cây. Rồi. Chị này bị viêm đa khớp dạng thấp luôn. Mà bây giờ bà uống nhiều cái thuốc này quá, uống nhiều cái thuốc này. Và uống nhiều cái thuốc quá, bây giờ nó cứ mềm mềm ra cái động sẽ cái này bà nó. Quay đâu? Bà mà uống riết là bà hư cái thận luôn. Ba cái này nó bỏ corticoid trong đây hiểu không? Uống vô cái bà thấy dễ cơ chịu liền. Vâng, cơ mà không uống thì không đi được. Không đi được, đúng rồi. Bà hãy uống vô thì chết sớm. Nghe không? Rồi. Bây giờ là phải ở đây chữa hai hôm. Thứ bảy và chủ nhật. Được hả? Xuống đăng ký đi. Rồi. Đăng ký ở đâu? Ở dưới chỗ của Hương kìa. Rồi, làm sao? Con bị thoái hóa bã đốt sống cổ ấy. Ừ. Con uống mãi thuốc nó chả khỏi, giờ nó cứ chạy xuống tay này, chạy xuống chân này đâu không thầy. Ừ. Nó cứ tê mà chỗ này nó cứ bì lên này. Ừ. Vậy thôi. Vâng, chân con đây nâu rồi thầy, chân con sưng cả đây. Sưng sao? Vâng, đây này, nó đau quá nó sưng đây. À. Cứ đi bộ nhiều nó sưng. Hai bên thầy. Hai bên bị hết. Như bên này thì bị nhiều hơn ạ. Cái này thì nó khác cái diện đau cái này. Vâng. Tại cái này là bị suy giảm tính mạch chân, nó mới làm phù hai chân. Vâng. Còn ở trên này đau thì nó do cột sống cổ, sống lưng. Vâng. Rồi, nhà ở đâu? Nhà con ở Quang Tiến, Sóc Sơn ạ. À, Sóc Sơn, vậy vâng. Là cùng với cái nhóm Sóc Sơn kia. Vâng ạ. À, ba người ạ. Bốn người ạ. Rồi, ba bà này coi như là đi cùng một hè rồi. Giờ chôm đá thì chôm ở cái gan và ở hai cái bẹn. Vâng. À, giờ uống cái này và tốt nhất là đăng ký chữa bệnh này mai, nay với mai luôn. Cùng với mấy bà kia đi. Nha. Ok. Có gì chần chừ thấy ghê vậy. Chữa cho hết rồi về. Con chưa chuẩn bị con lại muốn về. Ờ, có đó thì tùy. Đó là tôi gợi ý vậy, còn muốn chữa hay không chữa là tùy. Vậy kéo cổ cho bà vậy. Rồi, Lý sao đây? Con bị thoái hóa là 4 là 5, phình địa đệm ạ. Bây giờ thấy mỏi gối. Mỏi gối? Thỉnh thoảng đau gối phải nhiều hơn. Rồi. Bị lâu chưa? Bị 25 thoái hóa rồi, nhưng gối này thì mới. Cái trong cái vấn đề thoái hóa rồi các cái bệnh cột sống lưng rồi đó, là nhớ cái phương pháp 16-8 cực kỳ quan trọng nha. Thì phải ăn 16-8 này, hút không khí này, chườm đá này. Chồm đá thì chồm ở gan dưới hai cái bẹn, ok, dưới luôn cái đầu gối. Và nếu mà chữa bệnh có ở lại được hai hôm không? Ở lại đây hai hôm ạ. Hai hôm, thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật. Rồi, chưa chuẩn vâng, bị. Vâng, để con xem nếu mà tí mà ở lại thì chúng ta đăng ký. Thì đăng ký, nếu mà lại chữa thì một chút xíu ở lại chữa thì lại gặp cô Hương đăng ký lại. Được rồi, cứ liệt mùa nhào vô kéo luôn. Mấy tỷ đúng không nội? Ở đâu? Dạ. Ở đâu tới? Ở Nam Định ạ. Ở Nam Định đó hả? Vâng. Rồi bây giờ sao? Tức là em bị mất ngủ kinh niên. À, mất ngủ kinh niên. Mất ngủ phải, nếu mà vào cái ít ngủ thì phải 30 năm. Nhưng mà mất ngủ hẳn nên là năm nay năm thứ 5 em uống thuốc ngủ. À. Không ngủ được tí nào. Hai đêm nay uống thuốc ngủ không ngủ được. Rồi thấy đêm dài không? Rồi, bây giờ là mất ngủ nha. Thì bây giờ uống cái thực hiện 16-8 có nghe chưa? Nghe rồi. Rồi. Thực hiện 16-8 này, hút không khí nè. Còn đá chườm á, thì đá chườm ở gan với ở gáy ở cổ. Vâng. Ở cổ. Vâng. Nha. Ở gáy đây ạ. Ở gáy đó. Ở gáy đó. Nha. Rồi. Chị sẽ uống ba thứ rượu ớt, rượu nhào, rượu khóp.
Thì cái rượu ớt là uống sau khi ăn cơm, nãy hướng dẫn biết rồi ha. Uống sau ăn cơm. Rồi sau cơm, nửa tiếng. Vâng. Rồi, còn riêng rượu nhào, rượu khớp á, là chị trong ngày á, nhớ nha, 2 muỗng ăn canh rượu nhào, 2 muỗng ăn canh rượu khớp, pha dưới một nửa lít nước ấm. Pha với nửa lít nước ấm, uống trong ngày. Nếu mà mình có cái ấm gì mà giữ nóng được á, thì càng tốt. Tức là mình cứ tức uống là pha hai thìa ấy. Hai thìa ăn canh á. Ăn canh. Rồi. Hai thìa khớp, hai trộn thìa nhào. Với nhau. Trộn với nhau. Uống cả ngày. Uống cả ngày. Vâng. Không có định lúc nào mình khác mình uống. Vâng. Được chưa? Vâng. Rồi. Còn riêng buổi tối trước khi đi ngủ á. Vâng. Thì một muỗng ăn canh nhào, một muỗng ăn canh khớp, pha dưới một cốc nước ấm. Vâng. Uống trước khi đi ngủ, tức là trước khi mình ngủ á thì mình bạn ơi ghi nó vào con này nhớ nha, vì trước khi đi ngủ thay gì á là mình uống thuốc ngủ thì mình uống cái này. Vâng. Vì nó là cây cỏ ra không có sao. Bác sĩ ơi, nhưng mà không biết tình trạng thế nào ấy. Em mất ngủ trắng trợn này, con bây giờ bị tâm lý nhé. Bị tâm lý sợ không khỏi ạ. Không, bây giờ không có uống nó nữa, ngưng nghe tôi nè. Thấy chưa? Là bắt đầu uống là sẽ ngủ được liền nha. Khi mà trước khi đi ngủ nhớ chộm đây, chộm cổ. Rồi một ly ăn nhào, một ly khớp, một muỗng, một thìa nhào, một thìa khớp, pha dưới một cốc nước ấm uống. Mà phải uống trước khi đi ngủ, tại uống vô cái buồn ngủ liền. Nghe chưa? Rồi, ok. Thì buồn đầu gối nhưng mà uống đang điều trị gần tháng nay thì cũng không thấy buồn nữa. Ừ. Còn cái trào ngược thì cũng đang uống không cần ở đây uống rượu ớt là hết trào ngược rồi. Vâng. Rồi mấy kia nó ngưng đi, rồi chơi kéo cổ bà nhà cái cho bà sướng rồi bà về. Rồi ai nữa? Bây giờ em đến. Vâng, 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 đấy là em. Rồi, làm sao? Em là cách đây độ tháng rưỡi này em bị trào ngược dạ dày. À. Bị trào ngược dạ dày xong bắt đầu lúc bấy giờ em mới ăn ít. Ừ. Em mới ăn giảm đi, đâm ra nó thành bị người nó như vậy suy nhược cơ thể. Xong bắt đầu nó tiền đình bắt đầu nó choáng. Dạ, đấy. Ừ. Thì em cũng bị đau đầu gối này. Ừ. Xong cũng bị đau lưng này. Ừ. Cũng mỏi vai gáy. Rồi. Đấy. Bây giờ em muốn nhờ thầy chữa hộ em. Ừ. Nhà ở đâu? Nhà em cũng ở cùng đây, là em gái của cái chị lúc nãy. Ừ. Em gái chị vừa ngồi xong rồi đó. Tại vì nếu mà mấy cái bệnh đó mà muốn ổn ấy, thì chỉ bỏ 2 ngày thôi, thứ bảy chủ nhật ở đây thì về cái là ổn hết rồi. Vâng. Nha. Vâng. Sẽ dùng cái đá chườm ở gan. Em mua đá rồi. Rồi cái bạn. Rồi thì tôi dặn lại. Nha. Rồi uống mấy cái này nha. Còn muốn chữa thì ở lại chữa, còn muốn về thì về, cái đó tùy. Rồi kéo cho chị cái, cho chị đã cái rồi tự suy nghĩ. Chào thầm. Còn 2 bữa trưng thì thôi ạ. À, gần đây thôi à. Đấy. Bước qua cái tới rồi. Rồi, sao đây? Em uống rượu ớt của thầy được 9 tháng rồi. Ồ. Oh. Rượu nhào cũng uống rồi, rượu khớp. Khớp cũng uống rồi, rượu khớp với rượu nhào mới uống được tháng này thôi. Rồi. Thế còn thì hớp không khí và nhịn 16-8 từ trước 70 cân, bây giờ xuống còn có 60 cân. Giỏi quá. Vâng, cũng đã thực hiện hết rồi nhưng mà một tuần nay nó đau cái đầu, thì nó đau lửa cái đầu này. Vâng. Nó đau cái lửa cái đầu này thôi mà chân thì nó đau, thì chân đến chỗ nào nó cũng đau. Vâng. Trước thì em đã đi châm cứu ông Tài Thu rồi, từ năm 94 rồi. Ông bảo đi thấp thận. Vậy nhưng mà từ bấy giờ về giờ chân tay nó cứ đau, quan trọng nhất là cái cổ, hai cái đầu gối và mấy cái lưng này. Nó cứ bảo em đi, chúng nó cứ bảo bà đi lệch hết cả người. Rồi có muốn ở đây chữa hai hôm không? Hai bà Trưng đi qua xẹt qua đây có tới gì vâng đó. Ạ, nhưng mà chữa hai hôm đi, không. Để đến tuần sau có được không ạ? Được, tuần này em đang hướng ngày mai đám cưới. À, đám cưới. Vâng, không thể đừng được. Thôi vậy vâng. Được rồi. Vâng, đến tuần sau. Đám cưới sao dừng được bạn? Vâng, tại vì là chóng lội. À, thì mấy cái này bà dùng hết rồi nhưng mà vâng, tôi vẫn cứ gửi cho bà coi ha. Vâng. À, rồi. Thì tốt rồi. Hôm nay thầy sáng nào cho nó nỡ đau cái đầu, nửa cái đầu nó đau quá. Kéo vô chỗ rồi. Vâng, mời bác.
liệu của vua thầy hết đây ạ. Đây. Cho em bẻ cái lưng một tí nhá. Đó đó đi nè, làm qua đi. Ở nhà đâu? Em ở Nam Định đi, em nhắn tin cho thầy. Hả? Em ở Nam Định, em nhắn tin cho thầy. Em Nam Định nè. Rồi, vì sao đi? Em về thái hóa cổ, thái hóa lưng, đại tràng, bất ngủ, thái hóa đầu gối. Bị bao lâu rồi? Chắc phải chục năm. Chục năm nay rồi. Nhưng mà nó cứ... Rồi hiện nay cái mà khó chịu nhất? Cái mà khó chịu nhất là cái lưng, cái cổ và bất ngủ. Và đại tràng. Ở đây hai hôm chữa được không? Có, em vừa đăng ký học đây rồi. Ừ, đăng ký hai hôm đi nha. Rồi chỉnh là hết cho ngon lành. Vâng. Đây mấy cái này là phải ở lại chỉnh lại cho ngon lành thôi. Em đăng ký học luôn rồi. Được rồi, tốt rồi. Thì em dùng cái đá chườm á. Thì em chườm cái gan, em chườm cái cổ nha. Rồi em dùng mấy cái thứ này nha. Ok. Còn ở đây mấy hôm nữa giải quyết xong hết là khỏi dư đứt mắt lòng cần kéo. Mà tướng ngon vậy là phải ráng học để về làm thầy. Thầy thần tướng à? Ừ. Tuần sau em đến để chữa. Được rồi, đừng sao đến cái đăng ký này nha. Rồi, xin chào. Rồi. À, bị sao nói nghe coi. Nó bị tai biến. À, tai biến. Bị bao lâu rồi? Từ 26 tháng 4. Về 9 tháng 4. 19 tháng 4. 19 tháng 4. 19 tháng 4. Sắp 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng. Gần 1 tháng. À, gần 1 tháng này hả? À, nhà ở đâu? Nhà ở Ninh Bình ạ. À, Ninh Bình. Bình. À, rồi bây giờ yếu là yếu bên nào? Yếu bên trái. Bên trái rồi hả? Bên trái thì nó tốt. Rồi, tự nhiên là đi không được vậy hả? Xin vô đây. Kéo xin vô đây. Hai 3 giờ sáng. Thấy đầu đau căng. Nè. À, mắt ngoài đi. Không được. Hiện nay huyết áp làm sao? Nó lại đi nhậu huyết áp bình thường. Bình thường. Huyết áp là do uống. Uống chắc là bị ý là có tiền sử huyết áp cao. Huyết áp cao mà không uống thuốc là bắt buộc phải uống thuốc đều. Nhưng không uống. Nghĩa là trước đấy thì là không uống đều, khi nào cao thì uống. Không được, bây giờ là... Vâng, bây giờ thì đang ở bệnh viện thì người ta yêu ngày nào cũng đo huyết áp và uống. Đúng rồi, bây giờ đang nằm viện hả? Đang ở trung tâm phục hồi chức năng. À, trung tâm phục hồi chức năng về tốt rồi. Chỉ có cái là huyết thuốc áp là phải duy trì. Vâng ạ. Không bao giờ được bỏ. Bởi vì là huyết áp là vô căn, không có nguyên nhân gì hết á. Vâng. Thì nó tự nhiên nó cũng làm bị tai biến nếu như không dùng. À, mà giờ cho rằng đo huyết áp thấy thấp đi nữa vẫn phải uống. À, chúng ấy nó tránh cái trường hợp với đột quỵ. Ok. Rồi bây giờ ở trong đó nó làm về là đủ rồi, mà tôi thấy nó làm ràng buộc rồi là kỹ lưỡng lắm ấy nha. Nó đang một lần cho tập ngồi. Ừ. Để cho ta tập đầy đủ hết đàng hoàng, chừng nào mà đi được khá rồi bắt đầu ra đấy. Nha. Bác nó xem hộ rồi. Bây giờ đang xem á. Cái đầu là cũng nằm do cái đợt đầu ấy. Là nằm nhiều hơn tư thế. Nó đầu cái cơ lấy. Tại bây giờ nó đang bị cổ. Thì bây giờ mình thứ nhất là mình sẽ mua hai cặp đá. Mình chờ một cái là ở gan. Mình chờ ở cổ nữa. Ha, ở vai gái. Ha. Rồi uống giùm cho tôi hai thứ. Rượu ớt và rượu nhào. Nha. Rồi. Cho ông thượng tọa đi. Kéo lên cổ luôn nha. Mong ông lên. Trời ơi, nước ngon vậy mà nói gì. Rồi, tiếp. Bà yêu, bà bảo đó, bà nha, bà yêu con nhé. Người chưa dép đâu, còn đâu nữa nghe. À, lấy hồi cháu chưa dép ơi. À, lấy một chiếc dép, bà lấy cho bà lấy. Đây, con này, con này. Bà lấy. Đây, dép của con này. Đây, con này. Ngồi đi ông. Động thì chú ý mà khô
không nói được, 6 tuổi rồi con bấm bây giờ nói được 1, 2, 3 đến theo rồi. Rồi. Nhưng mà... bây giờ ai giữ nó nè? Vâng, đây cho bà ngoại giữ. Rồi. Bà. Ngọc Anh bà đây bà. Ngoan nha. 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 Xong rồi. Con chào ông đi. Rồi. Nói thôi, nửa tháng sau thêm đi. Được rồi. Cho nó uống cái nhào. Cái nhào đủ rồi. Rồi. Đây nhào đi. Một thứ thôi. Cái này nó sẽ cân bằng lại. Đây bà còn cái thứ mua nhá. Vâng. Ôi không, ở trong này, về nhà. Về nhà. À, về đến kia. Nhi ơi, Nhi rồi. Đây rồi. Cháu này là bị trầm cảm. Trước khi là bị rồi xong bắt đầu chồng mất, người bị chồng mất là chìm lặng luôn, cho lúc nào cũng cười một mình, tự cười. Thế.